Chào các em, trong bài học ngày hôm nay trung tâm Java hướng dẫn các em sử dụng HTML attribute để làm selector cho CSS. Thì để sử dụng attribute kết hợp với phần tử HTML để làm CSS như thế nào thì cùng thầy đi vào trong ví dụ. Thì ở đây thầy giả dụ ở đây thầy sẽ có một cái form chẳng hạn. Thì ở đây là form và trong form này thầy có một phần tử là input và type đây chính là text. Đấy. Như này. Và tương tự thầy cũng sẽ có một cái thằng input ở đây, thầy để type là password. Như vậy nếu thầy áp dụng CSS cho thể input này thì thầy chỉ việc copy input, thầy để như này đấy và đóng bông ngoặc đúng không, border một pixel solid và green đấy như này. Thì bây giờ thầy sẽ refresh lại để các em thấy thầy sẽ có cái form màu xanh đúng chưa. Nhưng bây giờ thầy có thể kết hợp với cái thuộc tính của những phần tử HTML này, giả dụ thầy kết hợp với thuộc tính time bằng text, thầy sẽ copy lại cái này, thầy để vào đây, đóng bông ngoặc vuông, thầy cho vào đây. Như vậy thì cái CSS này chỉ áp dụng cho thể input có time là text thôi. Thì thầy sẽ refresh lại để các em xem. Như vậy các em thấy time bằng text ở đây, password không ảnh hưởng gì đúng không. Tương tự như vậy thầy có thể áp dụng cho thể password như sau. Đây sẽ để là password. Đấy. Và đây thầy có thể để là 2 pixel, cái style là dot tức là dấu chấm, và đây thầy để là black chẳng hạn, màu đen. Thầy refresh lại để các em thấy. Như vậy đây là password, còn đây là input text. Thì trong bài học ngày hôm nay các em đã biết cách sử dụng một số cái thuộc tính của phần tử HTML kết hợp với thẻ để làm selector. Ngoài ra các em có thể vào trang W3School đây, các em tìm hiểu thêm những cái selector và thằng CSS này kết hợp với thằng attribute tức là thuộc tính chúng ta vừa học xong. Giả dụ ở đây mình sẽ kết hợp với thuộc tính target của thẻ A. Đây target bằng blank chẳng hạn, tương tự giống kiểu input time bằng text thầy vừa làm xong. Ngoài ra đây các em thấy có rất nhiều cái cách sử dụng attribute trong HTML. Thì chúng ta có thể tham khảo đây, nếu hôm nào chuyên về front end thì các em có thể dễ dàng các em làm CSS cho từng cái phần tử trên trang web của mình kết hợp với CSS và HTML trở nên đẹp hơn và sinh động hơn. Thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái selector khác trong CSS. Hẹn gặp lại các em.